sắc, rupa, bất tương ưng lậu, cảnh lậu, không hợp với lậu hoặc, mặc dù phải chịu ảnh hưởng của lậu hoặc. Rupa, khá thá, sắc uẩn. Bốn đại, 24 sở tạo sắc hay sắc y đại sinh. 21 kalapa đặc thù hóa các nhóm sắc. Kama vakara 28, rupa vakara 23. Kamaja sắc nghiệp do nghiệp sanh, 9 kalapa nhóm. Sitaja sắc tâm do tâm sanh, 6 kalapa. Utaja sắc âm dương do thời tiết sanh, 4 kalapa. Aharaya sắc vật thực do vật thực sanh, 2 kalapa. Pháp chân đế chia ra 4 loại: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Chúng ta đã đề cập đến tâm và tâm sở. Ở đây, sắc uẩn sẽ được phân tích tóm tắt, có tất cả 28 loại sắc, trong đó có 4 sắc thường được gọi là tứ đại chủng, Maha Bhuta, và 24 sắc còn lại là sắc phụ thuộc hay sắc y đại sinh. 28 loại sắc này, kể cả tứ đại và y đại sinh, bao hàm mọi thứ trong thế giới vật chất này, tức là trong mọi hình thái có thể nhận thức được, hữu tình hay vô tình, thô hoặc tế, vật lý hay hóa học, khối lượng hay năng lượng, hữu tình hay vô tình, cứng, lỏng, khí, nhiệt, ánh sáng, điện, từ trường, phân tử, sóng, sắc, thinh, hương, vị, xúc, dưỡng chất, mạng căn, vân vân. Dưới dạng cảnh giới sinh tồn, sắc thuộc về dục giới lẫn sắc giới. Trong khi dục giới có đủ 28 sắc, thì sắc giới chỉ có 23. Sở dĩ có điều này là vì sắc giới không có một số căn như khứu giác, vị giác, xúc giác, nam tánh, nữ tánh. Như luận nói, mặc dù 23 sắc này được xem là hiện hữu ở cõi sắc giới, rupa vakara, chúng vẫn thuộc dục giới, kama vakara. Nói một cách khác, chúng chỉ là những sự mở rộng có tính siêu thoát của các sắc dục giới. Về sự tương quan giữa tâm và thân này, có một quan niệm vô cùng sai lầm cần phải được làm sáng tỏ. Đối với các nhà trí thức thiên về vật chất, có thể đó là một loại khoa học gia, kỹ thuật gia hay tư tưởng gia, vân vân, cố gắng chứng minh rằng tâm suy cho cùng cũng chỉ là hình thức tinh tế của vật chất, hoặc có lẽ là một hình thức năng lượng nào đó của vật chất mà thôi. Thực không thể có nhận thức nào nhầm lẫn hơn vậy, dù cho các nhà trí thức này có thông minh đến đâu chăng nữa, chắc chắn họ cũng không thể trông suốt hết mọi sự việc, nhất là khi cố gắng làm ra vẻ mình biết hết những vấn đề mà thực tình họ không biết rõ, như sự quả quyết của họ rằng tâm chỉ là vật chất trong hình thức năng lượng, thì chẳng kém gì một sự vỏ đoán, một điều gì đó phản khoa học. Theo đạo Phật, tâm và sắc là hai yếu tố rất khác biệt và hoàn toàn không giống nhau, mặc dầu đôi lúc chúng tương tác và tùy thuộc hộ tương lẫn nhau dưới những trường hợp nhất định nào đó. Trong khi sắc rupa và vô nhân, không có sự thúc đẩy, không có các thọ, tưởng, vân vân, thì tâm lại không vậy. Ngoại trừ 18 tâm vô nhân, tức những tâm này không có 6 nhân tương ưng: tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si, dĩ nhiên chúng chỉ được xem là vô nhân theo nghĩa ấy mà thôi. Tâm luôn luôn được đi kèm bởi thọ, tưởng, hành, không giống như sắc. Bốn đại chủng còn được phân chia thêm thành 8 loại sắc căn bản gọi là Suddha Thaka, thuần bát pháp, tức là đất, nước,
lửa, gió, màu sắc, khí, vị, vật thực, khi tám loại sắc căn bản này kết hợp với các sắc phụ thuộc hay sắc y sinh khác, chúng được gọi là những bọn sắc. Có tất cả 21 bọn sắc do các hiện tượng khác nhau như nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực sanh. Bốn đơn vị sắc đặc thù này tức là tammaya do nghiệp sanh, sitaya do tâm sanh, utuya do thời tiết sanh và aharaya do vật thực sanh, gồm 21 loại hình thành sắc uẩn của cá thể con người. Về số lượng, sắc do nghiệp sanh gồm có 18 loại, do tâm sanh gồm 15 loại, do thời tiết sanh gồm 13 loại, và do vật thực sanh gồm 12 loại. Nói một cách khác, thân người là một sự tập hợp và hoán đổi khác nhau của 58 loại sắc này, biểu hiện cái gọi là cá nhân con người, và chính do cấu trúc phức tạp này mà nó dễ bị thương tổn, hư hỏng và trục trặc. Trong Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa có nói rằng, cùng với sự khởi sanh của kiết sanh thức, các bọn sắc nghiệp cũng khởi lên đồng thời do chính năng lượng của nghiệp. Tiếp theo đó, vào sát na tâm thứ hai, các sắc tâm khởi lên. Khi phức hợp tâm sắc đã được thiết lập như vậy, sắc thời tiết cũng sanh lên. Và từ khi dưỡng chất được hấp thụ vào do người mẹ mang thai, các sắc vật thực cũng sanh lên. Như vậy, giống như một ngọn lửa hay một con sông được cung cấp nhiên liệu liên tục, tính tương tục của cá nhân cũng được duy trì như vậy, cho đến lúc chết do sự tương tục không gián đoạn của bốn bọn sắc này. Khi mạng chung, các sắc nghiệp diệt cùng với tự tâm, sau đó lần lượt các sắc tâm và vật thực cũng diệt, riêng các sắc thời tiết còn tiếp tục cho đến khi tự thi phân hủy. Như vậy, tình trạng vô cùng phức tạp này là do những kết hợp và hoán vị của 28 sắc tứ đại và y đại sinh, trong một trạng thái thay đổi liên tục, tạo thành là phương diện hữu cơ của sắc uẩn. Các sắc vô cơ cũng tạo thành một dòng tương tục như vậy, nhưng không đến nỗi phức tạp bởi vì sự vắng mặt của yếu tố tâm lý hộ tương. Do tính chất đa hợp ấy mà sắc được xem là duyên hợp, và như đối tượng của các tâm bất thiện, nó phải chịu ảnh hưởng của các lậu hoặc, mặc dù trên thực tế sắc bất tương ưng và tách rời khỏi các lậu hoặc. Niết bàn a sang khá ta thá tú vô vi giới ma gá đạo phá lá quả. Sự chứng đắc thọ hưởng lạc, diệt, giải thoát. 1. Hữu dư y. 2. Vô dư y. 1. Không tánh. 2. Vô tướng. 3. Vô nguyện. Trong Đạo Phật, mục tiêu của mọi nỗ lực tinh thần là Niết Bàn, tứ thánh đế thứ tư, hay còn gọi là Đạo Diệt Khổ Thánh Đế. Tiêu biểu cho tất cả mọi nỗ lực tinh thần này, và thánh đế thứ ba tức diệt đế tiêu biểu cho mục tiêu. Thánh đế thứ nhất và thứ nhì là khổ và tập khởi của khổ, tượng trưng cho luân hồi hay sự hiện hữu của mọi hệ lụy. Nói một cách khác, tứ thánh đế mà Đức Phật đã khám phá và vì lòng bi mẫn tuyên thuyết cho tất cả chúng sanh này thể hiện những chân lý cùng tột. Niết bàn được gọi là vô vi giới, chiều kích của giải thoát, để nói lên cái đặc tính tích cực của nó. Sự diệt hữu ở đây không có nghĩa là sự hủy diệt hay tan biến thành hư không. Bất cứ những gì được tạo tác và cấu hợp đều biểu thị sự ràng buộc, bất toàn và bất toại nguyện. Do đó dứt khoát là tiêu cực. Ngược lại, vô vi, pháp không do điều kiện tạo thành, thể hiện sự tự do, giải thoát, toàn bích. Do đó là tuyệt đối tích cực. Do tính chất tích cực và tối tôn đó mà vô vi được xem là mục tiêu tối thượng và chân chánh của Đạo Phật.
Như vậy, Niết Bàn là đối tượng của các tâm siêu thế làm chuyển hóa nhân cách. Mặc dù Niết Bàn là đối tượng của cả tâm đạo lẫn tâm quả, song các đạo quả tâm này có những phần sự rất khác nhau. Các tâm đạo là những công cụ, nhờ đó Niết Bàn được chứng ngộ, trong khi các tâm quả là những trạng thái an định cao quý, nhờ đó hương vị an lạc của Niết Bàn được cảm nghiệm, được nếm và được thọ hưởng. Nói khác hơn, trong khi đạo cho phép hành giả thù đắc, thì quả giúp hành giả hưởng cái thù đắc ấy. Đạo tựa như bàn tay vươn ra để nhận pháp vị, trong khi quả cho phép hành giả thưởng thức trọn vẹn hạnh phúc của pháp vị ấy. Sự chứng ngộ Niết Bàn có hai loại rõ rệt. Một, hữu dư y nước bàn, với sự kết hợp tâm, vật lý gọi là đời sống vẫn còn nguyên vẹn, và loại kia, không còn các uẩn, tức là vào lúc diệt của kiếp sống. Như khi vị A-la-hán nhập diệt, nói khác hơn, bao lâu vị A-la-hán còn sống, vị ấy sống trong sự hưởng thụ hạnh phúc của giải thoát, và là một mẫu mực cho mọi người noi theo để cùng đạt được như vậy. Với hình thức chứng ngộ Niết Bàn này, tức hữu dư y Niết Bàn, các vị A-la-hán sống hoàn toàn vì lợi ích của thế gian. Sự thọ hưởng hương vị giải thoát qua Sammāthi, tức là các thiền sắc giới, phát sinh do sự chứng nghiệm Niết Bàn dưới ba hình thức rõ rệt, không, vô tướng và vô nguyện. Niết Bàn là không còn các lậu hoặc, nó cũng giống như hưởng được cái không khí trong lành, hiếm hoi, không có sự ô nhiễm vậy. Niết Bàn là không còn mọi tạo tác, nghĩa đen là các tướng hay hình ảnh, hữu vi biểu thị cho sự thay đổi, khổ và hệ lụy. Do đó, sự giải thoát khỏi những thứ này là an lạc trường cửu. Niết Bàn là không còn mọi ước niệm vì đã thoát khỏi mọi tham đắm và khổ đau kèm theo nó, thoát khỏi mọi lao nhọc và đấu tranh. Như vậy, sự giải thoát khỏi tham ái tượng trưng cho hình thức cao nhất của an lạc là và hạnh phúc. Sự cảm nghiệm ba đức đặc biệt của Niết Bàn này được tạo ra bởi sự phát triển và hoàn thiện các tuệ thể nhập vào vô thường anicca, khổ dukkha và vô ngã anatta, biểu thị đặc tính của chiều kích trói buộc samsara. Như vậy, nibbana được gọi là anasawa, chiều kích không còn các lậu hoặc của vô vi giới. Trong udana, Niết Bàn được mô tả như sau: quả thực này các tỳ khưu, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi. Này các tỳ khưu, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi này, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi, vì rằng này các tỳ khưu, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.